Nè, đây là một loại ám khí nổi tiếng trên giang hồ, có tên là quyết trích tử. Có tác dụng gì? Tôi muốn đào tạo huynh trở thành hoàng đế, cần phải qua nhiều thử thách. Đây là một trong số thử thách đó. Cười gì? Tình Xuyên, những thứ mà cô vừa dạy chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Nếu mà có thật thì chúng tôi không có biết sử dụng như thế nào nữa. Xem ra dùng đao kiếm vẫn thích hơn. Trong tiểu thuyết viết, quý trích tử chỉ nhìn thấy máu là phong tỏa yết hầu. Các huynh không biết không có nghĩa là hiệp sĩ giang hồ không biết. Nhưng mà tôi biết phải giải thích thế nào đây. Đây là những thứ trong tiểu thuyết thôi. Tình Xuyên, Tình Xuyên, muội đang nghĩ gì vậy? Không có gì, không có gì. Thôi đi, không luyện nữa thì thôi. Ê, Tình Xuyên, ta sẽ luyện, ta nghe lời của muội. Hai đệ, hãy mau cho người đi làm. Làm xong đem tới đây. Bác ca, cái này làm đi sao mau vậy? Lên. Mau lên. Thôi được, thôi được, đệ đi làm ngay. Muội chỉ muốn tốt cho huynh. Lại đây, cái này rất lợi hại đó. Hey. Lần này nhất định trúng. Đợi nha. Nữa nè. Tại sao tôi đánh hoài không trúng vậy? Không sao, lần này nhất định ta sẽ để cho muội đánh trúng. Hả? Cao thủ đích thực chắc chắn không yếu ớt như tôi. Họ nhất định sẽ đánh trúng huynh. Tôi chỉ dạy huynh cách làm thế nào để tránh đòn của họ, biết chưa? Biết rồi, ra đòn. Đỡ lấy. Tao quên, tao quên. Bây giờ phải làm sao? Hay lắm. Tôi chết. Hết chiêu rồi. Hay là làm lại một lần nữa đi. Làm lại lần nữa coi, lại lên. Chờ đã. Chuyện gì? Cái này là gỗ, huynh đều có thể đánh bể được. Huynh lợi hại thiệt đó. Bây giờ thế nào đây? Giỏi lắm, hãy giúp tôi một việc đi. Chuyện gì đây? Tại sao lại nóng quá vậy? Hoàng thượng, hoàng thượng hãy uống ngụm trà cho đỡ khát đi. Trẫm không muốn uống mấy thứ này. Không những không giải khát mà càng uống càng thấy nóng. Hoàng thượng Cát Tường, người mang thứ gì tới vậy? Đây là chút đồ giải nhiệt nô tỳ đặc biệt chuẩn bị cho hoàng thượng, gọi là băng thanh ngọc khiết. Băng thanh ngọc khiết nghe rất hay, mau đưa lên trẫm thưởng thức coi. Ngon lắm, uống xong cảm thấy sảng khoái. Món này làm bằng cái gì? Món này có đường, còn có cả ngân nhĩ và đu đủ. Thêm một chút đá là được. Thật ra những thứ tuyệt hảo này không phải là đồ khó tìm. Nhưng mà cái khó là làm sao có thể nghiền đá nhỏ dùng được như vậy. Cái này không phải là công sức của mình nô tỳ. Hoàng thượng, ở người qua viên còn có một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu, có thể giúp hoàng thượng giải nhiệt. Hoàng thượng có thể đi với nô tỳ tới đó một chút không? Được, được, được. Lý Đức Toàn, lập tức khởi giá đến người qua viên. Dạ. Hoàng thượng, người thấy thế nào? Những mấy đá dụng vừa bay tản ra, cả người qua viên trở nên mắc mẻ rất nhiều. Người đang đánh đá kia là ai vậy? Hãy qua đó coi đi. Được. Hoàng thượng gia đao. Hoàng thượng Cát Tường. Hoàng A Ma Cát Tường. Bình thân. Tạ ơn Hoàng A Ma. Người rảnh rỗi không chịu đến chỗ của A-ca sở hình, lại tới người qua viên chơi. Hoàng thượng, xin đừng trách bác A-ca. Chuyện này là do nô tỳ đã nghĩ ra.
Nô tỳ muốn dùng món băng thanh ngọc khiết để giúp hoàng thượng giải nhiệt, nhưng mà mấy tên thái giám đã đập đá quá chậm. Vừa mai nô tỳ nhìn thấy bác A-ca đang luyện công ở đây, một quyền của bác A-ca có thể khiến tảng đá bể ra, nên nô tỳ muốn nhờ bác A-ca làm giùm chuyện này. Không ngờ bác A-ca vừa nghe thấy là giúp hoàng thượng, không cần phải suy nghĩ gì đã đồng ý nhận lời. Hoàng thượng, đây chính là tấm lòng hiếu thuận của bác A-ca. Có lòng hiếu thảo như vậy là tốt, chỉ sợ là không có thật tâm thôi. Hoàng A-ma xin đừng hiểu lầm Nhi thần có mưu đồ gì. Nhi thần luôn nghĩ bản thân mình không có tài giỏi, danh lợi đối với Nhi thần chỉ là thiếu phụ du. Nhi thần muốn biểu diễn cho Hoàng A-ma xem một đoạn, xin Hoàng A-ma đừng chê cười. Cha con này thiệt là kỳ lạ. Cha không có tin tưởng con trai, còn người con trai thì có đập đá để giải tỏa những bất mãn ở trong lòng. Mình phải làm thế nào mới có thể cải thiện được mối quan hệ giữa cha con của họ? Mời Hoàng A-ma ngự lẫm. Quá. Hoàng thượng, bác A-ca rất là thật tâm đó. Người xem tay của A-ca đỏ lên rồi kìa. Được lắm, được lắm. Thật đúng là có đi đường xa mới biết sức ngựa thế nào. Tảng đá băng này không phải trong nháy mắt là có thể điêu khắc xong được, cũng như nhìn người không phải trong chốc lát có thể thấu hiểu được. Bác ca, buông tôi ra. Ta không buông. Ta sẽ níu buông tay, nàng không còn là của ta nữa. Tôi chưa bao giờ là của Quỳnh hết. À.
Chỗ này không đau, chỗ này mới đau. Ta đã tìm thi thể của Tố Ngôn. Họ cho biết đã bị dục bỏ chung cất rồi. Ta tới nơi chung cất, toàn là xác chết. Ta tìm không thấy cổ. Tại sao? Tại sao các người đều rời xa ta và quay lưng lại với ta? Ta sẽ không thể cho ta một cơ hội để ta chứng minh lòng của mình. Lúc cơ hội trong tay của Quỳnh, Quỳnh lại không hề biết trân trọng. Nhiều thứ bị bỏ lỡ sẽ không còn nữa. Tình Xuyên, nàng nghe ta nói. Quỳnh còn muốn nói cái gì nữa? Làm tôi bị đau rồi, buông ra. Nói cho Quỳnh biết, đây là Càn Thanh Cung. Nếu Quỳnh làm kinh động tới hoàng thượng, Quỳnh biết là hậu quả sẽ như thế nào. Bây giờ nàng lấy hoàng thượng ra uy hiếp ta. Ta cho rằng trên đời này chỉ có nàng hiểu ta nhất. Thế không ngờ nàng cũng giống như họ, thích dùng một gậy đánh chết người. Được, Ngạc Nương là người tốt, Hoàng A Ma là người tốt, Thái Tử là người tốt, Bác Ca là người tốt, Tô Cửu là người tốt, các người đều là người tốt. Chỉ có một mình ta xấu xa. Từ nay trở đi, ta sẽ không tin bất kỳ ai nữa. Đó là việc của huynh. Nàng cho rằng nàng lôi kéo được Bác A Ca thì hai người có thể lay động được Hoàng A Ma. Tranh đấu ở hoàng gia không có đơn giản giống như nàng nghĩ đâu. Nói tới tranh đấu của hoàng gia, tôi làm sao có thể thắng huynh. Có điều tôi cho huynh biết, cho dù tôi không có bản lãnh gì, tôi cũng sẽ đấu với các người tới cùng. Tôi thật không mong muốn vua Khang Hy của Đại Thanh sau này sẽ là một tên bạo chúa. Dạ, chàng về tới rồi. Sao vẫn chưa đi? Đây là nhà của thiếp, chàng kêu thiếp phải đi đâu? Đi đâu ta không cần biết, chỉ cần đừng đi theo ta. Nàng hãy nhìn ta, ở trong triều không có chức vụ, Hoàng A Ma cũng không coi trọng ta, Ngạc Nương thì không cần phải nói, từ nhỏ chẳng bao giờ ngó ngàng tới ta. Nàng nói nàng đi theo ta có ý nghĩa gì? Thiếp yêu chàng không phải vì thân phận địa vị của chàng, mà vì chàng là chàng. Chàng có tin rằng nếu một ngày chàng cả cơm cũng không có mà ăn, phải đi ăn xin ở ngoài đường, thiếp cũng vẫn nguyện đi theo chàng, bưng bát thay cho chàng. Sao phải khổ? Nàng tự biết trong lòng ta không có nàng. Hoàng A Ma cũng từng hỏi thiếp câu đó. Sau khi nghe Hoàng A Ma hỏi, thiếp cũng tự hỏi mình, sao phải khổ tới như vậy? Nhưng từ giây phút gặp chàng ở gánh hát, thiếp đã dấn sâu vào tình yêu dành cho chàng. Thiếp càng chống cự, dùng dậy thì càng bị chìm sâu. Cho tới cuối cùng, thiếp không còn chút sức lực để dùng dậy, chỉ biết để mặc cho bản thân như vậy chìm xuống, cứ chìm xuống. Và rồi cả thế gian này đối với thiếp, chỉ còn lại có một mình chàng. Thiếp thì khó coi đúng không? Thiếp biết chàng tâm trạng không tốt, lẽ ra phải làm cho chàng vui, nhưng thiếp không hiểu tại sao nước mắt cứ trào ra không ngăn được. Thiếp sẽ lau khổ ngại.
ta xin lỗi,